Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ có một cái thông báo nhỏ nhỏ, đó là có thể là trong thời gian tới, đó là video của trên kênh của mình á, kênh của mình sẽ không còn một video reaction nào nữa. Thì thật, đó là sự thật luôn, đó là sự thật. Video của mình không còn là kênh của mình không còn một video reaction nào nữa. Những cái video reaction từ trước tới giờ của mình thì có thể là mình sẽ ẩn nó đi, nó ẩn nó đi thôi, ẩn nó đi. Và có thể là mọi người sẽ không xem được nữa. Thì cái lý do là gì? Thì đây, mình sẽ cho bạn xem lý do thật sự. Đây nha. Ê, yo, xin chào anh em đang đến với channel Chết chết chết. Hưng Reaction Game. Đây là một cái video mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó là hiện tại kênh của mình đang bị dính, đó là ba gậy bản quyền, được chưa? Đây đây, không hề có một tí Photoshop hay các thứ nào, thì để mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn hiểu được là sau khi dính ba gậy thì trong vài ngày tới cái kênh của mình sẽ bị xóa khỏi YouTube, được chưa? Nhưng hiện tại mình đang có hai phương án để giải quyết. Một là cái kênh này sẽ bị xóa một cách thẳng ở trên YouTube, và hiện tại mình không đăng tải video được ở trên YouTube nữa, nên là mình không thể chia sẻ với anh em được. Mình còn một cách giải quyết thứ hai, đó là có một bên thứ ba sẽ lo cho mình cái vấn đề bản quyền này, với điều kiện đó là khi xong cái việc lo bản quyền thì họ sẽ lấy lại cái kênh này, họ tức là họ sẽ mua cái kênh này luôn. Đó, nên là mình muốn chia sẻ với anh em để cho anh em có thể hiểu được là mình đang phải chịu cái gì. Rồi thì một đoạn ngắn vậy thôi, thì đó, như bạn đã thấy đó, đây hơn 200.000 200 hơn 231.000 người đăng ký, bay màu trong tích tắc với ba gậy. Thì kênh của mình đã bị đánh một gậy rồi, kênh của mình nó đã bị đánh một gậy rồi, đó là từ cái video mà diễn đi lơ. Các bạn có biết cái video mà gì phục vụ không quạo, thì mình có làm video reaction, cái reaction video đó thì mình có bị khiếu nại từ anh diễn đi lên. Thì đúng rồi, bây giờ đơn giản là mình reaction react video của người ta mà mình không xin phép. Đa số những cái video mà mình react của người ta thì mình không có xin phép, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bởi vì như thế đó, cho nên thành ra là từ sau cái vụ mà diễn đi lên, từ sau cái vụ mà mình bị đánh bản quyền bởi diễn đi lên cho đi đó, thì bất kỳ một cái kênh nào mới, kiểu như là kênh mới á, như mình ví dụ như cái kênh là ví dụ như kênh Thỏ Bay Màu đi, đúng không? Kênh Thỏ Bay Màu đi, mình sẽ đây là lần đầu tiên mà mình react kênh react video của kênh Thỏ Bay Màu. Thì mình sẽ nói rằng là nếu như bên chủ kênh Thỏ Bay Màu không thích mình react cái này thì cứ việc xuống dưới phần bình luận nói rằng là tao không thích mày, tao không muốn mày reaction video của tao và mày hãy xóa đi, thì mình sẽ chọn cách là mình xóa luôn đó. Thì mình có nói vậy, nếu như mà mình reaction video của một cái kênh mà mình chưa từng react bao giờ đó, đó thì nó là như vậy đó. Thì cái lý do thứ hai mà mình ẩn hết video đó là như bạn thấy đó, ông Hưng Hai Não thì ông làm react mấy năm rồi. Thì theo như mình biết thì theo như mình có coi giờ cái người ta cái phần giới thiệu kênh á, thì nói chung là chắc cũng ông cũng làm được 2-3 năm rồi, nhưng mà có là cái ông anh này ông chắc cũng làm được mấy năm rồi. Nhưng mà như bạn thấy đó, bay màu trong phút chốc đó. Còn mình đây thì cũng 3 năm rồi, 3 năm trời thì được có, hiện tại bây giờ được có 245 người đăng ký mà thôi đó. Thì thứ nhất á là mình ẩn đi á, là mình không muốn gây hại cho kênh của mình. Bây giờ thứ nhất á, dù sao cũng 3 năm thôi, thì có thì lúc thì mình có nói trong video mình là mình làm YouTube được 4 năm, thì cái đó mình tính lộn, mà tính lộn mới làm được 3 năm mà đó. Thì nói chung là cũng 3 năm cũng là một khoảng thời gian, nó cũng hơi bị dài ha. Nó cũng có nhiều cái kỷ niệm vui. Bạn đôi khi đăng video lên cứ dở dở cũng bị ta chửi, cái chửi nghe cũng hơi buồn buồn, nhưng mà nghĩ lại cũng phải cũng đúng đúng cũng vui vui đó. Nói chung là vậy đó. Thì nói chung là nó có nhiều cái kỷ niệm với mình, cho nên thành ra là mình không muốn mất thôi. Mà bây giờ xóa hết tất cả những cái video reaction mà mình làm thì nó cũng
hơi tiếc, bây giờ đơn giản mình cũng bỏ thời gian của mình làm đó, cho nên là mình quyết định là mình sẽ ẩn đi đó vậy thôi đó. Còn cái thứ ba đó, đó là sau 3 năm làm thì mình thấy là mình không tồn tại được ở trong cái lĩnh vực YouTube này bạn. Sau 3 năm làm thì mình cảm thấy là mình không tồn tại được trong lĩnh vực YouTube này, cho nên là mình quyết định á, thì có thể là mình quyết định á là mình sẽ làm cho xong cái series, có nghĩa là mình hoàn thành xong cái series mang tên là Minecraft sinh tồn 1.16, xong cái series đó xong đúng không? Đó thì mình sẽ kết thúc cái series đó, rồi tiếp tục thêm một cái series, đó là một cái series game nha, tên là The Walking, một cái series game tên là The Walking Zombie 2 đó. Mình sẽ làm cho xong hai cái series luôn đó, rồi sau đó mình sẽ khởi động một cái dự án, kể là cũng chơi game Minecraft thôi, tại nói cho nó nói khởi động dự án cho nó hoài vậy đó. Thì mình sẽ khởi động một dự án, thì cái này cũng là chơi game Minecraft nhưng mà cũng là chơi sinh tồn thôi, cũng là chơi sinh tồn, nhưng mà đó cái nhưng mà cái series, nhưng mà cái dự án này có tên là Thế Giới Vô Tận. Nói thế giới vô tận cho ngoài vậy thôi, chứ thật ra là tại vì nè bạn, có nghĩa là mình sẽ đi vào, mình sẽ chơi game Minecraft sinh tồn bình thường, nhưng mà mình sẽ xây xây tất cả những cái gì mà mình có ý tưởng trong đầu đó. Tất cả những cái ý tưởng gì mình có trong đầu thì mình sẽ thực hiện hết toàn bộ dấu game đó, làm xây lâu đài nè, hay là cái gì đó la, đó, có nghĩa là mình sẽ cứ như là làm dài 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 đó, kiểu như là ví dụ như ở sa mạc á, ở sa mạc thì mình sẽ xây một cái công trình nào đó liên quan tới sa mạc, ở cái vùng đồng bằng thì mình sẽ xây một cái công trình nào đó liên quan tới vùng đồng bằng đó, còn ở nơi đời thì mình sẽ xây một cái vùng, một cái công trình nào đó liên quan tới nơi đời đó, kiểu vậy đó đó. Thì nói chung là hay là hiện tại bây giờ trong đầu mình nó nghĩ vậy thì mình sẽ thử cố gắng mình thực hiện cái đó. Đó thì thực hiện xong thì có thể là mình sẽ vắng luôn, bạn vắng luôn đó. Vắng đây không có nghĩa là mình sao ta, không nghĩa là mình sẽ nghỉ luôn, nhưng mà có kiểu là thì mình cảm thấy là mình không tồn tại được các bạn, cho nên hình như là mình bây giờ thì cứ thể là có thể là mình chỉ xem nó như là một cái gì đó gọi là làm trong thời gian rảnh thôi bạn đó. Làm trong thời gian chán thôi, chán mà không biết làm gì á, tức có nghĩa là bây giờ là tức nghĩa là như vậy. Thì cái lúc mà mình mới bắt đầu làm YouTube thì mình cứ có tưởng tượng các bạn, mình hay tưởng tượng lắm, mình rất là hay tưởng tượng, mình tưởng tượng kiểu như là ôi mẹ mình sẽ được, ôi đi mẹ mình sẽ được lên khoảng 100.000 subscribe, mình sẽ được 500.000 subscribe, ôi tôi sẽ được có tiền, và tôi sẽ có tiền, và tôi sẽ dư tiền, và tôi sẽ cho mẹ tôi một ít, cho cha cho mẹ của tôi một ít, cho bố của tôi một ít, cho bà của tôi một ít, cho dì của tôi một ít đó, kiểu vậy. Nhưng mà cuối cùng hết lúc bắt tay vào làm thì mình thất vọng ê chề bạn. Một người đăng ký cũng không có luôn mà, hướng chỉ tới 100.000 đúng không đó. Đó thì nó là như vậy đó, thì cho nên bây giờ làm đó thì như bạn biết đó, thì mình sẽ cố gắng làm cho xong hết hai cái series game tên là Minecraft 1.16 sinh tồn và The Walking Dead 2 đó. Xong hai series game đó thì mình sẽ thực hiện luôn cái dự án đó là thế giới vô tận trong Minecraft, tức như là mình sẽ xây xây tất cả những cái công trình gì, kiểu như là mình spawn ra ở một cái thế giới nào đó đúng không, thì mình có ý tưởng à cái chỗ này mình có thể xây một cái lâu đài nè đó. Nói chung là mình sẽ là xây tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ ra được ở trong thế giới đó bạn, nói vậy thôi à. Đó, không có gì hết. Và video đó thì mình những và cái series đó thì mình sẽ quay một cách im lặng, mình không nói chuyện hay bình luận gì hết đó, mình chỉ quay 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 vậy thôi bạn ơi đó. Thì nói chung là cũng 3 năm rồi bạn, trước khi mà 3 năm rồi bạn, thì có một số bạn kiểu như là nói rằng là ở Facebook của ông là gì, cho tôi xin đi để mà tôi add. Thật sự là mình có Facebook thì bạn nào xin thì cũng được, nhưng mà có điều là mình nghĩ là mình không cho đâu đó. Bởi vì thứ nhất á là cái Facebook của mình á, mình có đi comment, nói chung là thì Facebook thì mình cũng có lâu lâu mình cũng có đi comment, nói chung là cái khoảng thời gian đầu thì mình sử dụng Facebook á, mình khá là thích thú. Bây giờ đơn giản là mình không biết trên đó nó có cái gì, thì mình có đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, đi tới chỗ nọ để mà mình xem này xem kia. Thì trong lúc đó thì mình cũng có comment những mục, thì mình cũng có comment một cái số thứ khá là du duyên bạn, nó kiểu như là có video kia, có một cái video kia
Video gái đẹp bạn, video gái đẹp bạn. Thì nghe thì vậy thôi chứ không gì. Thì video gái đẹp thì bình thường ai mà chả thích ngay ngắm gái đẹp đúng không đó. Nhưng mà mình đã xuống dưới mình nói rằng là nói cái video đó là video gái đẹp, nhưng mà để cái tiêu đề là ha là phở Việt Nam bạn. Đó, mấy ông hiểu rồi đúng không đó. Thì tôi thì kiểu như tôi quay xuống thì tôi comment một cách ngu ngơ thế này, nhắc mới nhớ lâu lắm rồi không ăn phở. Phở thợ, cái tôi mở mở ngoặc ra là phở thật, đéo phải phở này, đóng ngoặc. Tới lúc bây giờ hay là tôi suy nghĩ lại, tôi cứ là một lúc có một lần cái tôi suy nghĩ lại kiểu như tôi nhớ lại thôi đó, đủ má bữa có đập đá đâu trời, tôi nhớ tôi đâu đập đá đâu mà sao tôi comment ngu vậy. Một cái comment rất chi là vô duyên bất sự và không có gì gọi là giá trị trên cõi đời này luôn á. Một comment cực kỳ vô duyên rồi mất sự luôn đó. Tức có nghĩa là cái Facebook của mình nó không phải là một cái Facebook sạch vậy, nó là một cái Facebook nói chung là nó khá là dơ, nó không có gì gọi là sạch sẽ cho nên là các bạn add vô, các bạn chỉ bị qua like thôi chứ bạn chả có bị gì hết. Bạn add fan Facebook mình, bạn chỉ bị qua like thôi chứ bạn cũng chả có ích lợi gì cho bạn cả. Nó thật là vậy luôn đó. Rồi đó thì giờ thì cũng 3 năm ha, tiết lộ cho biết luôn đó là tên của mình nó là Trung Nguyên, được chưa? Mình tên Nguyên, tên là Trung Nguyên, còn tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Trung Nguyên, được chưa? Mình sinh năm 2005, còn ngày sinh với lại tháng sinh đó thì mình ngày sinh với lại tháng sinh thì mình sinh được giấu, mình không nói đó. Thì quê của mình đó thì quê cha là ở Đồng Tháp, quê mẹ là ở Sóc Trăng. Thì mình được sinh ra ở Đồng Tháp và hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập ở ở Sóc Trăng, tức là quê mẹ mình đó. Đó vậy thôi à. Đó vậy thôi. Thì ý định ban đầu của mình đó làm YouTube là có tiền bạc. Thật là như vậy, thật là như vậy. Cái việc mà mình thúc đẩy, cái việc mà thúc đẩy, cái điều mà thúc đẩy mình làm YouTube á là mình có xem những cái video của anh Game Offline mà. Đó. Những cái video kiểu như là phá thành phố game GTA 5 á, phá thành phố rồi siêu anh hùng này kia nọ đó, thì mình kiểu như là mình xem cái mùi mình cuốn quá, mình cũng sẽ cố gắng mình sẽ làm một cái video như thế đó, đó đó đó, mình sẽ làm những cái như vậy đó, mình sẽ làm những cái video mà kiểu như liên quan tới siêu anh hùng như là Ghost Rider nè, The Flash nè, Batman nè, nhưng giờ hết rồi bạn, giờ hết hứng thú rồi đó. Thì cái đó hồi xưa thôi đó. Đó thì mình kiểu như là mình nói là hay là xem xong những video của anh đó thì mình kiểu như là ui thích quá này kia nọ này, thì mình cũng có dự định làm YouTube. Thì mình nói thật luôn là trong có một khoảng một lần là bị mẹ mình la là mẹ nói chung là la mẹ mình, bị mẹ mình mắng mắng cái vụ gì mình quên mất tiêu rồi, nó là thì cái mày là sau này không làm được, không là không có kiếm ăn được cái gì hết trơn á. Thì mình mới bực bực câu đó, thì từ đó là về sau video GTA Vice City được ra đời bạn. Tính ra giờ nhớ là thấy mắc cười bạn. Thì bạn lục lại cái mà đi, cái video đầu tiên là liên quan tới GTA game GTA Vice City đúng không? Đó, cái video đầu tiên luôn nha, đó. Các bạn biết nghĩ, các bạn biết tại sao video đó ra đời không? Vì đơn giản là mình bị mẹ mình mắng đó là thì học hành như mày thì sau này không có làm ăn được cái gì chứ. Không có kiếm ăn được cái gì chứ. Mình không không phải học hay là gì, sống như mày hay là sao sao đó, nói chung là sao đó. Thì cái mày nó thì cái mình bị mẹ mình mắng là gì, thì cái mày là không có, mày là sao này là không có kiếm ăn được cái gì hết trơn đó. Thì nghe xong mình mới bực bực xong mình mới từ đó về sau clip đầu tiên trên kênh ra đời G-Day Vice City. Mà tính gà dần nhớ lại thấy ai chà sao buồn cười thế nha. Rồi thì đó là thông báo nhỏ nhỏ của mình ha. Đó. Thì những cái video reaction mình thì mình sẽ ẩn hết đó bạn. Thì sẽ có một số bạn nói là ông Hưng ông bị đánh bản quyền thôi chứ ông đâu có bị đánh đâu, thì mình biết là vậy bạn. Nhưng mà thứ nhất á là các bạn thử nghĩ đi, đó là mình react video của anh ta, mình react video của anh ta mình không xin phép đó, mình không xin phép là cái thứ nhất là mình đã sai. À, cái thứ hai đó thì mình có để nguồn luôn, mình có để nguồn dưới phần mô tả đó, nhưng mà chưa chắc gì á những cái người chủ chủ video á, người ta đã chịu. Có thể mình react một cách rất bình thường và mình có để luôn, mình có để nguồn, mình nguồn của video dưới phần mô tả luôn, nhưng mà chưa chắc gì chủ kênh người ta đã chịu đó, chưa chắc gì chủ kênh người ta đã chịu đúng không?
thì có thể là một ngày nào đó, một cái ngày nào đó thôi, một ngày đó thôi, thì cái như chủ kênh đó, người ta phát hiện ra video của mình, YouTube nó đề xuất ra thì người ta phát hiện ra video của mình đó, react video của người ta mà không cho phép, người ta đánh bản quyền rồi xong kênh mình chết ngắt đó. Giờ nè tôi liệt kê cũng sơ sơ nha, tôi reaction video của Minh Lê cũng không ít, video của Minh Lê mà tôi reaction nó không ít đâu, cũng đâu tầm khoảng đâu gần mấy chục cái chứ không ít. Rồi con Monstuna nè, Monstuna thêm mấy chục cái nè. Con Monstuna 2-3 cái hay sao đó, mấy cái đó. Rồi cộng thêm cả cái gì nữa ra. Của Accency nữa. Accency tôi bị khiếu nại bản quyền hơi bị nhiều mọi người. Đó. Của Accency nữa nè. Đó. Đó. Nhưng mà cũng nhiều lắm mà bây giờ nói chung là nguyên cái kênh đó, tất cả các kênh đó dồn lại đánh vô video tôi thôi là đảm bảo hơn. Nên tôi bay màu liền. Và cái điều đó tôi không muốn cho nên là thôi. Phòng trước cho chắc, cho nó chắc. Rồi, cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra để mà theo dõi cái clip tầm xàm xí đú này đó. Rồi, hẹn gặp lại bạn trong những à không. Ở đúng rồi kệ đi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Nếu như mà mình còn ý tưởng. Còn bây giờ hiện tại giờ là mình cạn sạch bon ý tưởng các bạn. Mình không còn biết làm cái gì nữa chăng. Bây giờ cho dù trong đầu mình có ý tưởng thì nó cũng rất là khó thực hiện bạn. Bây giờ thứ nhất á là cái máy mình nó rất là cùi bạn. Nó rất là cùi. Bữa thứ hai nữa là nó không biết bị là cái máy mình bữa nay nó bị lỗi bạn. Tức có nghĩa là cái máy mình bữa nay không biết nó bị lỗi gì mà nó mất bà nó cái cạc đồ họa luôn bạn. Như bạn thấy dưới đây nè. Ở dưới đây bình thường ở dưới đây nha. Ở dưới đây nó có một cái biểu tượng màu xanh xanh mà nó lẫn với màu đen đó. Nó có một cái biểu tượng màu xanh mà lẫn với màu đen nữa đó, thì cái đó là cái biểu tượng của cái cạc đồ họa mà bây giờ nó mất. Bên đây trong lúc mà mình edit video á nó bị lỗi gì nó ba mẹ mất bà nó cái cạc đồ họa luôn đó, hay ho chưa. Rồi rồi bye bye nha.